giá xá chê tăng xá mú chí năng mu lá khắc chăng xá mu há tăng xá quê đi qua quá đi qua qua bách tinh qua xá ma tinh á thí các cha tí giá xá chê tăng xá mú chí năng mu mu lá gắc chăng xá mu há tăng xá quê đi qua quá qua qua bách tinh qua xá ma thinh á thí gắc cha tí gắc cha tí dạ không sao hối cái đọc lại giá xá chê tăng xá mu chí năng mu lá gắc chăng xá mu há tăng dạ con sám hối con xin phép đọc lại ạ giá xá chê tăng xá mú chí năng mu lá gắt chăng xá mu há tăng xá quê đi qua qua rách tinh qua xá ma thinh á thí gắt cha tí những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm canh tị ban ngày lẫn ban đêm tâm hằng được tịnh lạc bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu hãy mau cắt đứt gốc nhân phải mau nhổ tiệt căn sân hiềm người như vậy thật là hiền ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an bản dịch của hòa tức dạ con dính đích cho đạo tràng ạ. Dạ. Nam mô Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn thần tọa để quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Dạ cảm ơn Tina. Cảm ơn chị Trần Đông đã phát bài. Dạ bây giờ tụi em xin kệ kinh pháp cú số 250. Giá sát chê tăng sớm bút chinh năng mù la gắt chăng sa mù hát tăng sa quê đi qua qua rắc tình qua sa mà thình á thi gắt cha tí giá sa chê tăng sa mù chinh năng mù la gắt chăng sa mù hát tăng xa quê đi qua qua rạch tình qua xa mà tình á thì gặp cha tì nhà xa chê tăng xa một chín năng mù la gặp chăng xa mù hạ tăng xa quê đi qua qua rạch tình qua xa mà tình ác thì gặp cha tì những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm tâm hằng được tịnh lạc phổ thơ hòa thượng Thích Minh Châu hãy mau cắt đứt gốc nhân phải mau nhổ tiệt căn sân tị hiềm người như vậy thật là hiền ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ bây giờ chắc mời cô Như Pháp chưa nãy giờ đạo tràng chắc là ôn bài xong hết rồi giờ mời cô Như Pháp đi ha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, kính chào người phương Nam về giao đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá, Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có trước máy không? Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu.
Thanh Thủy ơi, có chiếc máy không Thanh Thủy ơi? Có thể ôn bài được không? Dạ, lâu lắm rồi không có nghe được âm thanh của cô tu nữ Viriyatana. Cô có thể cầm mic không cô? Nếu cô có thể cầm mic thì kính mời bàn tay của cô ạ. Dạ, trong khi chờ đợi Như Pháp xin được ôn bài câu pháp của kinh số 250. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông cho Như Pháp bài học. Yasache tăng samut trình năng mô la ga chăng samu ha tăng sa quê đi qua qua ra tình qua sa mạ tình a thích ca chắc tích. Yasache tăng samut trình năng mô la ga chăng samu ha tăng sa quê đi qua qua ra tình qua sa mạ tình a thích ca chắc tích. Ya sa che tang sa mut chen nang mu la ga chang ca sa mu ha tang sa we di wa wa ra ting wa sa ma thing a thi ga cha ti. Những ai đã đoạn tầng dứt trừ tâm tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và xa chê tăng xa mũ trên năng mũ la ga chăng xa mũ ha tăng xa quệ đi qua qua ra tình qua xa ma tinh na thì gạt cha tì. Và xa chê tăng xa mũ trên năng mũ la ga chăng xa mũ ha tăng xa quệ đi qua qua ra tình qua xa ma hít a xa ma thiên a thì gạt cha tình. Và xa chê tăng xa mũ chín năng mũ la ga chăng xa mũ ha tăng xa quệ đi qua qua ra tình qua xa ma thiên a thì gạt cha tì. Hãy mau các đức tốt nhân, hãy mau nhậu tiệc sân căng sân tị hiềm. Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẹ chẳng quyền được an. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Cô Trần Đạo ơi, Như Pháp đọc 3 lần kệ 3 lần để chờ cô đưa bàn tay nhanh lên cô ơi. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Trần Đạo ơi đưa bàn tay. Dạ, mời cô Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Kỳ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 250 ạ. Và sa chi tăng sa mu chim năng mu la ga chăng sa mu ha tăng sa về đi qua hòa rap tinh qua sa ma thim a thì gặp cha ti. Và sa chi tăng sa mu chim năng mu la ga chăng sa mu ha tăng sa về đi qua hòa rap ti qua sa ma thiên a thì gặp cha ti. Những ai đã đoạn tận dứt trừ tâm ganh tị ban ngày lẫn ban đêm, tâm hằng được tịnh lạc. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, phải mau nhổ tiệt căng sân tị hiềm. Người như vậy thật là hiền, ngày đêm mát mẻ chẳng phiền được an. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn chị Đặng Đông đã hết bài. Con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ,
Sa thú kính cảm ơn cô tăng trên đạo rất nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng và cảm ơn cô Sảng Đông, cảm ơn cô Hoa Nguyệt cho như pháp biết được tín hiệu, cảm ơn cô Trần Đạo. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tệ Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức đại từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 251. Đã như pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Nhung Phạm, cô nữ Tệ Duyên, cô Trần Đạo và pháp nguồn Đạo Cai đã hoan hỷ ôn bài câu pháp của kinh số 250. Dạ bây giờ thì như pháp kính mời đạo tràng cùng dễ như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng giải bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 251. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mây mê trần cảnh, na nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao khắp của kinh số 251. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiết hóa. Dạ con kính nhân minh đến sư à. Dạ sa thú lần thai kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. Và kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu tiếp bộ môn Pháp Cú Kinh với câu kệ số 251. Ở trong câu kệ này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ba phần. Thứ nhất là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Thứ hai là duyên sự. Và thứ ba là ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Đầu tiên chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần. Rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1. Natthi ragasammo aggi. Đoạn 2. Natthi dosasammo gaho. Đoạn 3. Natthi moha sammang cha lăng. Đoạn 4.
nát thị tàn hà sa ma na đi, nát thị tàn hà sa ma na đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên nát thị, đây là một cái động từ có nghĩa là không có. Từ thứ hai ragasamu là ragasama mà chia theo chu cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là ô. Ragasama là một hợp từ chúng ta tách ra raga cộng với là sama. Raga dịch là tham nhiễm. Dịch là tham nhiễm. Chữ tham nhiễm là nặng nhất trong dòng họ tham đó, xin quý vị. Chúng ta nghe có cái chữ nhiễm đó, nhiễm nè, rồi mê nè, rồi ghiền là từ cái chữ raga này. Raga là tham nhiễm. Có vị đây dịch đó là tham dục. Nhưng mà tham dục thì nó lại có một cái từ khác. Đó là kama, là dục. Hoặc là kama tanha, là ái dục. Thành ra cái chữ raga ở đây đó, mình dịch ra là ghiền, là nhiễm, là tham nhiễm. Chữ sama là bằng. Nó giống như từ tiếng Anh vậy đó, là as. Thì đây đó là cái câu kệ này đó, Đức Phật Ngài so sánh cho mình biết cái không có cái loại nào nó bằng cái loại này, không có cái gì nó bằng cái này. Thành ra mình có thể dịch cái chữ sama này là sánh bằng, bằng hay là sánh bằng, hay là ngang bằng. Từ cuối cùng ác ký, ác ký đây là một cái danh từ tận cùng về ngữ ý, nam tính. Giữ nguyên vậy đó thì là chia theo chủ cách số ít. Ác ký có nghĩa là lửa. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi, không có. Từ thứ hai đô sa sa môn là đô sa sa mát, chia theo chu cách số ít. Đô sa là sân hận, còn chữ sa mát chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi, ngang bằng sánh bằng. Từ cuối cùng gá hô là gá há, chia theo chu cách số ít, thành ra gá hô. Thì cái chữ gá há này nè, chúng ta sẽ lấy hai nhóm nghĩa. Một là sự cố chấp cứng đầu, cố chấp cứng đầu. Thứ hai đó là buộc chặt, cố chấp. Buộc chặt, cột chặt, kết chặt, kết quan trái. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên nắp thi chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai mô ha sa măng, thì mô ha sa má chia theo cái từ, cái chữ sa má này chia theo cái từ cha lăng ở đằng sau đó, xin thú vị. Thành ra cái chữ cha lăng ở đằng sau đó mà giống gì thì là cái chữ sa má đó, đó nó sẽ theo cái giống đó. Thì chữ cha lá ở đây là danh từ ha, trung tính. Cha lá này chia theo chủ cách, cái thành ra chữ sa má đây đó cũng là trung tính.
Do đó là chữ Moha Samang ở đây đó cũng là chia theo chủ cách. Thì chữ Samang là Samá, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, còn chữ Moha là si mê. Từ cuối cùng cha lăng cha lá là cái lưới, lưới đánh cá hay xin lỗi gì. Chúng ta bước sang đoạn thứ năm. Cái lưới lưới chứ không phải là lướt đâu cô Như Pháp à. Lưới để bắt cá hoặc là lưới để bắt chim đó. Dạ đúng rồi, lưới. Dạ. Đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ, từ đầu tiên nách thí, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ hai tan ha sama. Tan ha sama. Đó thì cái chữ tan ha sama này nè, thì chữ sama này đó nó lại đi theo cái chữ na đi ở đằng sau. Mà chữ na đi này thì bây giờ nó lại trở thành là danh từ nữ tính. Danh từ nữ tính tận cùng vị ngữ y. Giữ nguyên vậy đó, thì chữ na đi này là chia theo chủ cách số ít. Do đó cái chữ sama ở đây nè bây giờ cũng là biến thành nữ tính. Mà nữ tính thì không có á, nữ tính thì chỉ có a. Do đó là sama là chia theo chủ cách mà là nữ tính, chủ cách số ít. Tanha mình dịch là ái. Còn nó đi ở đằng sau đó có nghĩa là dòng sống. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Bà con chúng ta để ý vô cái câu kệ này ha, thì thấy câu nào cũng có cái chữ nách thí cả. Mà nách thí khi nãy chúng tôi nói đây là động từ. Vậy thì chúng ta nhìn vô chúng ta thấy là câu nào cũng có động từ hết. Đoạn nào cũng có động từ hết. Vậy thì mỗi một đoạn đó là một câu đó. Mỗi một đoạn là một câu đó. Đoạn thứ 1 là một câu, đoạn thứ 2 là một câu, đoạn thứ 3 là một câu, đoạn thứ 4 là một câu. Rồi đoạn thứ nhất. Nắp thí không có ác ký lửa. Sa mô, sánh bằng hay là ngang bằng ra cá tham nhiễm. Mình dịch nghe cho nó êm tai tí đó ha, là không có loại lửa nào sánh bằng với lửa tham. Đoạn thứ hai, nách thí không có gá hô, cái sự cứng đầu. Không có cái sự cứng đầu là sự cố chấp, không có cái sự cố chấp nào. Sa mô, ngang bằng đô sa, sự sân hận. Không có cái sự cứng đầu, sự cố chấp nào sánh bằng với sự sân hận. Đoạn thứ ba, nắp thí không có cha lăng lưới, loại lưới nào sa măng sánh bằng mô ha lưới si mê. Không có lưới nào sánh bằng lưới si mê. Đoạn thứ tư, nắp thí không có na đi dòng sông sa ma sánh bằng tanh ha ái. Mình ở đây người ta theo văn kể đó, người ta viết ngắn ngắn vậy đó ha, cho mình hiểu đó là gì. Nếu mà viết liền văn xuôi ra theo thì nắp thí tân ha na đi sa ma na đi là không có dòng sông nào sánh bằng sông ái. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 251.
Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 251. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời toàn thể quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ nammassāmi suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghaṃ nammāmi namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai xứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Rung Pháp Quốc Kinh, Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Yeah, kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. À, cho thêm một miếng âm thanh. Rồi, âm thanh đã được tăng thêm. Kính bậc chư Tôn Đức, kính thưa bà con chư Phật tử. Bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 51. Câu kệ này nằm trong phẩm Ma La Quát Gá, phẩm Cấu Quế. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến năm cận sự nam. Năm cận sự nam hay là năm người nam, năm người đàn ông. Năm một lần nữa, năm người cận sự này, cận sự nam này muốn đi nghe pháp, cho nên đó họ mới rủ nhau đến chùa đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống để mà nghe pháp. Thì xin thưa với quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho ai nghe đó đó, thì không phải vì cái quyền uy, vì cái danh vọng, vì cái địa vị của người đó mà ngài thuyết theo kiểu đó là pháp cao và pháp thấp, pháp sâu xa, pháp căn bản, mà ngài thuyết pháp đó là vì ngài hiểu rõ rõ cái căn cơ cá tánh của mỗi mỗi chúng sinh. Ai cần cái gì thì ngài cho cái đó. Ngài cho cái phù hợp với cái khả năng của người đó, để qua đó đó người đó có thể lãnh hội được. Người đó có thể lãnh hội được. Thì năm cái ông Thiện Nam này nè,
ông ngồi ông nghe pháp, ông muốn nghe pháp, cho nên đó là Đức Thế Tôn dựa vào cái căn cơ của năm người này nè để mà ngài thuyết pháp. Thì trong khi mà ngài đang giảng pháp thao thao bất tuyệt đó, thì năm người cận sự nam này nè có những cái biểu hiện trạng thái khác nhau. Một người đó thì ngủ gục, một người đó thì dùng cái ngón tay sủi sủi ở dưới đất, một người đó thì ngồi lắc lắc cái cây, còn một người đó thì ngồi nhìn lên trời. Trong năm người này chỉ có một người đó là ngồi chăm chú lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà thôi. Tôn giả Ananda đang đứng hầu quạt Đức Thế Tôn, thấy những cái hành động, những cái việc làm của các cái ông cận sự nam này, thì bắt đầu đó mới hỏi Đức Thế Tôn: bạch ngài, ngài thuyết pháp các cái người này nghe, khi mà ngài thuyết pháp á, ví như là sấm sét ở trong một cái trận mưa to vậy đó, vậy đó mà họ lại có những cái hành động vậy 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 đó trong khi ngài thuyết pháp. Đức Thế Tôn ngài nói: Đệ Ananda, ngươi không có biết gì về các cái cận sự này phải không? Thì Tôn giả Ananda mới đáp là: bạch ngài, con không có biết. Đức Thế Tôn ngài mới giải thích nữa. Ngài giải thích tại sao có những cái hiện tượng lạ lạ vậy đó. Thì ngài nói ra trong những cái ông cận sự nam này nè, cái ông mà ngồi ngủ gục đó, thì đã từng là loài rắn, đã từng là con rắn trong 500 kiếp liền, và mỗi mỗi kiếp đó, thì vì là rắn vậy đó cho nên sinh ra đó là thích ngủ. Sinh ra thích ngủ. Bây giờ ông ta đó do cái thường tận đó cho nên cũng vẫn cứ mê ngủ như vậy, không có bất kỳ một cái tiếng nói nào, dù cho đó là pháp giống như sấm sét cũng không có lọt vào tai của ông ta đâu. Thế là Tôn giả Ananda mới xin Đức Thế Tôn giải thích rõ ràng về cái tiền nghiệp của cái ông này. Tôn giả Ananda hỏi: chứ chẳng lẽ đó là ông ta cứ sanh làm rắn suốt hoài hoài vậy sao? Có bị gián đoạn gì không? Cái Đức Thế Tôn mới trả lời nói: nè Ananda, có khi đó ông được sanh làm người, có khi đó ông được sanh làm chư thiên, có khi đó sanh làm long vương, vân vân. Nhưng mà cái sự sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi đó đó, không biết bao nhiêu mà kể cho hết đâu, không có xác định được cái số lượng. Nhưng mà trong 500 kiếp liên tục, 500 kiếp liền đó, thì cái ông thiện nam đó đã sanh làm rắn và cứ mê ngủ như vậy cho đến cái kiếp này nè, do cái thường cận đó thành ra vẫn còn mê ngủ vậy. Còn cái người mà dùng cái tay sủi sủi ở dưới đất đó, thì người đó đã sanh làm cái con trùng trong 500 kiếp liền. Con trùng đó thì cứ lo đào đất mãi vậy thôi, cho nên do cái thường cận đó, đó mà thành ra có cái hành động việc làm giống vậy. Bây giờ ông ta đó cũng vẫn cứ lo sủi đất như vậy, dầu cho pháp của Như Lai có giống như sấm sét đó thì cũng không có lọt vào tai của ông ta được. Cái ông mà ngồi lắc cái cây đó thì đã từng là con khỉ liên tục 500 kiếp. Vì cái thói quen thường cận đó đó cho nên ông ta cứ lo lắc cái cây chứ không có lo nghe pháp từ nơi Như Lai. Ông Bà La Môn nhìn trời đó là do đã từng là nhà thiên văn trọn 500 kiếp liên tục. Giờ đây do cái thường cận thói quen đó đó cho nên cứ nhìn ngồi lên trên trời vậy. Tiếng nói của Như Lai có như sấm sét thì cũng không có lọt vào tai của ông ta. Riêng cái vị Bà La Môn mà đang ngồi chăm chú
kính cẩn, thì đã từng là làm một vị Bà La Môn trong 500 kiếp liền trì tụng Tam Phệ Đà, chuyên việc tham thiền niệm chú. Do cái thói quen, cái thường cận đó đó, cho nên bây giờ đó cũng kính cẩn nghe pháp, giống như là đang niệm chú vậy. Giải thích vậy xong, tôn giả Ananda mới hỏi tiếp: bạch ngài, pháp của ngài giống như là banh da nè, xẻ thịt nè, thấu tận xương tủy. Tại sao trong cái trong khi mà ngài đang thuyết pháp vậy đó, thì mấy cái ông này ông không có chịu chăm chú lắng nghe? Thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi lại, ngài nói: Nè Ananda, ngươi nghĩ rằng pháp của Như Lai thuyết đó dễ nghe lắm sao, dễ lĩnh hội lắm sao? Cái tôn giả Ananda mới trả lời cho bạch ngài: pháp của ngài đó đúng. Bạch ngài, ngài cho rằng đó pháp ấy đó thật sự khó lãnh hội phải không? Cái Đức Thế Tôn ngài nói: có chứ sao dễ được. Cái tôn giả Ananda mới hỏi tiếp: tại sao vậy bạch ngài? Cái Đức Phật ngài mới giải thích: này Ananda, những chúng sinh này đã trải qua vô số trăm ngàn kiếp trái đất. Trăm ngàn kiếp trái đất đó nha, xin thưa quý vị, chứ không có phải là trăm ngàn kiếp con người đâu. Đã trải qua vô số trăm ngàn kiếp trái đất. Mình hiểu vô số trăm ngàn kiếp trái đất tức có nghĩa đó là gì? Mình không có biết được bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu ngàn, bao nhiêu tỷ ngàn kiếp trái đất đâu. Và trong chừng ấy đó, cái thời gian thì những người này nè chưa từng nghe tiếng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cho nên bây giờ đó không thể nào nghe được pháp của Như Lai thuyết đâu. Nói vậy có nghĩa đó là mình có thể hiểu rộng ra đó, xin thưa quý vị. Như là mấy cái loài mà rắn nè, rít nè, kiến nè, mũi nè, gián nè, những cái loài đó đó bị tái sanh làm cái loài đó đó, chúng ta hiểu đó là ôi thôi ha, cứ ở cái loài đó đó là liên tục lâu ơi là lâu. Và khi ở cái loài đó đó thì dầu cho bây giờ cũng có sư thầy rồi nè ha, cũng nhắc đến cái từ Phật, mà nhắc đến từ Pháp, nhắc đến từ Tăng nè, nhưng mà những cái loài đó đó đâu có nghe được, đâu có ý thức được, đâu có nhận thức được, thì xem như là gì? Không có nghe đến mấy cái từ này. Mà mình hiểu rộng ra là gì? Là không có nghe được pháp giác ngộ giải thoát. Mà mình nói cụ thể tí đó, là không nghe, không hiểu, không tin, không có thực hành, hay là không liên quan, không dính giáp gì đến 37 pháp trợ giác ngộ cả. Suốt một cái thời gian dài vậy đó, thì là giống kiểu ha, những cái hạng chúng sinh đó đó là không có quen biết, không có bà con, không có thân thiết gì với 37 pháp trợ đạo cả. Thành ra giờ gặp 37 pháp trợ đạo đó đó, theo quý vị đó, là có phải là 37 pháp trợ đạo đó đó như là người xa lạ đối với những cái chúng sinh này không? Thành ra đó, ở đây chúng tôi xin được đóng mặt mơ mà. Trong những cái lần mà chúng tôi giảng pháp đó, có trình bày danh đến với bà con, nếu chúng ta không có tạo cái nhân duyên, nhân duyên hay điều kiện liên quan đến chùa chiền, liên quan đến chùa chiền, thì sau này những cái gì mà liên quan đến chùa chiền thì đối với chúng ta rất là xa lạ. Dạ, đối với chúng ta rất là xa lạ. Và những cái gì mà liên quan đến chùa chiền đó đó, thì mình hiểu gần hơn tí nữa đó, thì là liên quan đến Phật nè, liên quan đến chánh pháp nè, liên quan đến thánh chúng đó. Mà mình có gần gũi, có thân thiết nè, có trao dồi nè, có thực tập theo đó, thì đời sau kiếp khác mình gặp Phật đó, thì giữa Phật với mình mới có sự quen biết. Mình gặp chánh pháp đó, thì là giữa chánh pháp với mình mới có sự quen biết.
À, mình gặp thánh chúng đó thì giữa thánh chúng với mình mới có sự quen biết. À, chứ còn không đó thì là Phật là Phật mà mình là mình. À, Pháp là Pháp mà mình là mình. À, thánh chúng là thánh chúng mà mình là mình. Không có dây mơ rễ mái gì cả. Và như vậy đó thì không gặp Phật mà ha, không thân cận Phật mà không gặp Pháp, không thân cận Pháp, không gặp thánh chúng, không thân cận thánh chúng đó thì mình cứ phải bị lăn trôi ở trong sáu đường và ba cõi mãi mãi. Nha, yeah, mãi mãi. À, nói vậy xong cái đó là phần đóng mật của chúng tôi ha. Nói vậy xong cái Đức Thế Tôn ngài mới nói tiếp. À, trong vòng luân hồi vô thủy đó, những cái chúng sinh này nè, thường nghe những cái ngôn ngữ của các cái loài thú dưới mọi hình thức. Như là con trùng đó thì nó thân cận gần gũi với con trùng thôi. Thành ra đó là nó giao du, nó tiếp xúc với con trùng thôi. Con khỉ thì cũng giao du tiếp xúc với con khỉ. Con rắn thì giao du tiếp xúc với con rắn thôi, vân vân. À, bởi vậy đó mà họ quen la cà tại những nơi mà người ta nè, như là thích vui chơi nè, thích ăn uống nè, thích nhảy múa nè, thích đấm đá nè, thích hơn thua nè, thích cắn xé nè, vân vân. À, từ cái chỗ đó đó mà không thể nào nghe lãnh hội pháp được. Như tôn giả Ananda mới hỏi tiếp, nói bạch ngài, tại cớ làm sao đó mà họ không thể lãnh pháp vậy, họ không thể nghe được pháp vậy. Cái Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài nói nè Ananda, không thể nghe được pháp đó là vì tham nhiễm, raga, vì sân hận nè, đô sát, và vì si mê nè, moha. Cái ngài mới giải tiếp, không có lửa nào bằng lửa tham. Rồi là gì? Không có cái sự cố chấp nào bằng sân hận. Không có cái lưới nào bằng lưới si mê. Và không có cái dòng sông nào bằng dòng sông A. Nói vậy xong, ngài mới thuyết lên câu kệ. Natthi raga sammo akhi, natthi dosa sammo gaho, natthi moha sammang cha lăng, natthi tanha samma na di. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là lửa tham ghê lắm ai ơi, sân hận cũng vậy, đốt người đốt ta, lưới nào bằng lưới si ma. Si ma, si ma này nghe giống cái si ma mình kiết giới si ma quá, anh xin thú vị ha. Lưới nào bằng lưới si mê ha. Mà sở dĩ đây là si ma đó là vì làm thơ đó, ta thành ra phải là ma. Chữ si ma này mình dễ hiểu lầm lắm đấy quý vị ha. Si mê nha. Sông nào sánh được ái hà dòng sông. Dạ, rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu được cái câu kệ Bali này là làm sao. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt cái câu kệ này nè, xin thưa quý vị. Cái câu kệ này đó chúng ta hiểu đối tượng Đức Thế Tôn ngài thuyết lại là tôn giả Ananda. Qua những cái thắc mắc của tôn giả Ananda cho nên Đức Thế Tôn ngài mới thuyết. Nhưng mà trước mặt Đức Thế Tôn là có năm ông cận sự nam đang ngồi nghe pháp đó, xin thưa quý vị. Thì thành ra đó mình hiểu năm ông cận sự nam đó cũng là đối tượng trực tiếp luôn. Và những ai mà sau này hoặc là ngay lúc đó hoặc là sau này nghe được đó thì đều là đối tượng cả. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt cái câu kệ này đó thì cái ông thiện nam mà ngồi chăm chú lắng nghe pháp đó, tiền nghiệp là ông Bà La Môn đó, sư tu gì, ông Bà La Môn nghiên cứu Tam Phệ Đà đó, rồi là ngồi trì tụng Tam Phệ Đà đó, cái ông này
chứng đắc được đạo quả tu đầu quả. Và dĩ nhiên mình hiểu qua thời kỳ Đức Phật mà ngài xuất hiện ở trên thế gian đó, thì ngoài chúng sinh hữu hình ra còn vô số chúng sinh vô hình nữa. Cho nên mỗi mỗi khi đó mà ngài mở kim khẩu đó, thì không phải chỉ có người hữu hình nghe mà còn có người vô hình nghe nữa. Còn có người vô hình nghe nữa. Người hữu hình là đối tượng trực tiếp đó, thì người vô hình đó cũng là đối tượng trực tiếp, nhưng mà vì mình không thấy thành ra mình có thể nói là đối tượng gián tiếp. Người vô hình ở đây đó là có thể là Phạm Thiên, có thể là Chư Thiên. Thì có rất là đông chúng sinh cũng ân triêm lợi lạc từ cái câu kệ này. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã nghe chiếc nghĩa từ vận việc dịch văn xuôi của câu kệ này nè, rồi nghe xong duyên sự, thì cái câu kệ này nè, Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta về cái gì? Xin thưa với bà con, câu kệ này Đức Thế Tôn ngài đưa ra 5 cái so sánh. Xin lỗi, 4 cái so sánh. Ngài đưa ra 4 cái so sánh. Cái so sánh thứ nhất là lửa với là tham nhiễm. So sánh thứ hai đó là sự cố chấp cứng đầu với là sân hận. So sánh thứ ba đó là lưới với là si mê. Cái so sánh thứ tư đó là dòng sông với là khát ái. So sánh để cho chúng ta thấy được cái sự nguy hại đó. Nguy hại nè, nguy hiểm nè, về lâu, về dài của các cái pháp này. Các cái pháp này là ra gã nè, đồ xa nè, mô hạ nè, rồi là tăng hạ. Bây giờ chúng tôi cùng với quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa mỗi mỗi pháp này để thấy cái mức độ nguy hại của nó ra làm sao. Từ chỗ đó mà bản thân của mỗi mỗi người chúng ta đó thấy ra được cái sự sợ hãi. Khi ở trong thân ngũ quẩn này nè, ở trong mình đây nè, có các cái pháp tính này, thấy vậy cái mình mới phải từ bỏ nó từ từ. Xin thưa, mình không thể nào đun một cái đó là mình có thể từ bỏ được đâu, xin quý vị. Thành ra mình phải tập, có tập đó thì mình mới bỏ nó từ từ được. Mà mình không có tập đó thì là nó vẫn cứ nguyên vậy đó. Mà đôi khi đó nó còn lớn mạnh hơn nữa. Muốn từ bỏ nó thì mình cũng phải biết nó ra làm sao, cái mức độ nguy hại của nó như thế nào. Thì bây giờ chúng tôi cùng với quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu raga là gì và cái mức độ nguy hại của nó ra làm sao. Thì cái chữ raga ở đây, lúc nãy chiếc nghĩa từ vựng chúng tôi nói với quý vị, đây là cấp độ cao nhất của tham. Nhẹ nhẹ của tham đó là tanh ha. Nhẹ nhẹ của cái chữ tham là gì, xin thú vị? Lô pha. Lô pha là tham. Lô pha đồ xa mô hạ. Lô pha mù lá, đồ xa mù lá, rồi là mô hạ mù lá là căng tham, căng sân, căng si nè. Căng tham đó thì nó phát triển lên thành pháp tham, căn sân thì nó phát triển lên thành pháp sân, căn si nó phát triển lên thành pháp si. Và ba căn này nó hình thành nên, nó phát triển nên tất cả các pháp bất thiện. Tất cả các pháp bất thiện. Thì cái chữ ra gá này nè là cũng từ cái mô, cái lô pháp mà nó phát triển lên. Tanh ha cũng vậy. Nhưng mà chữ ra gá này là phát triển đến cái mức độ gọi là mạnh. Từ ra gá này đó có thể dẫn đến đó là tham ác, là cận kề kế bên đó. Thành ra chữ ra gá này nè, các ngài mới dịch đó là tham nhiễm, tức là mình thích nè, mình dính mắc nè, mình quyến luyến nè, mà đến cái mức độ đó là nhiễm,
là ghiền, là mê. Là ghiền, là mê. Thì khi nào đó mà cái tâm trạng của mình, tâm thái của mình đã đạt đến chỗ này nè, thì bây giờ đó cái tham nhiễm này nè, nó mới giống như lửa vậy đó. Nó mới giống như lửa vậy đó. Nó thì lửa là sao sinh thú gì? Đốt nóng. Lửa nó có tính chất là đốt nóng, làm cho mình đó là gì? Bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên. Đó thì một khi đó mà mình đã nhiễm, mình đã mê một cái gì rồi đó, mình đã ghiền một cái gì rồi đó, mà không được thỏa mãn đó, thì sinh thú gì cũng bồn chồn, cũng khó chịu, cũng đứng ngồi không yên vậy đó, cũng ngóng, cũng trông, cũng chờ, cũng đợi. Đó thì các cái biểu hiện đó đó, xin thưa quý vị đó ha, có phải là ở trong lòng của mình đang bị đốt không? Đang bị đốt. Chúng tôi mới ví dụ ha, ví dụ các cái câu chuyện này để chúng ta thấy. Có một cái câu chuyện ông vua Basenadi, ông cái người vợ của một cái anh chàng giữ giữ cửa. Anh chàng giữ cửa có cái cô vợ đẹp á. Vua Basenadi đó nhìn cổ một cái có thể nói đó là bị tiếng sét đánh tịch liền. Vua mê mẩn, vua say đắm cái cô đó. Nếu mà không có cái cô đó, đó là có thể như đó là vua chết được. Thì bây giờ vua mới tìm cách đó là để xua đuổi anh này, hoặc là để giết anh này đi, để mà có được cái cô này. Cho nên đó là vua mới sai anh đi làm một cái công chuyện ra khỏi ngoài thành. Và khi mà làm cái công chuyện này nè, thì anh này đó không thể nào đó ha mà có thể về kịp thời gian. Thì anh này mà không có về kịp thời gian thì nghiễm nhiên ha, vua sẽ chiếm được cái cô vợ này. Cho nên nguyên cả cái đêm đó đó, vua không có tài nào mà ngủ được. Cứ nhắm mắt một cái đó là thấy cái hình ảnh của cô này. Cho nên là gì? Cứ buồn chồn, đứng ngồi không yên, nằm xuống đó thì trằn trọc, lăn qua nè, lăn về nè. Như có lửa nó đốt, nó thiêu ở trong lòng vậy. Thì tại sao có những cái hiện tượng này ạ? Đó là vì vua mê gái, xin thưa quý vị. Mình nói theo cái từ thông thường đó. Là vua mê gái. Thì mê gái đây là raga. Đó thì raga này nè, có phải đó được sánh bằng với lửa không? Sánh bằng với lửa đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó ha, chữ raga này ha còn nóng hơn lửa. Nóng hơn lửa, cho nên đó cái câu này mới là gì? Nát thi raga sammu agni, là không có cái lửa nào mà sánh bằng lửa tham nhiễm. Lửa tham nhiễm. Thì chúng tôi kể quý vị nghe cái câu chuyện đó, quý vị thấy đó ha, cái mê gái đó là một cái loại lửa rồi đó. Thì từ cái mê gái bắt đầu mình mới hiểu rộng nó ra, mình mê bất kỳ một cái gì. Mê gái, mê trai nè, mê ăn nè, mê ngủ nè, như trong cái câu chuyện này có một cận sự nam đó, tiền nghiệp là con rắn thích ngủ đó, thì mê ngủ nè. Mê ha, bất kỳ một cái gì đó cũng đều là lửa. Ở đây Đức Thế Tôn ngày dạy không có lửa nào sánh bằng lửa tham. Bây giờ chúng tôi mới lại chứng minh ha, để bà con chúng ta thấy. Ở trong tương kinh mà bà con chúng ta học nhiều đó ha, thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái đoạn mà Đức Thế Tôn ngày dạy cho các cái vị tỳ kheo đó, người tu đó, là thà ôm một sắc, một thanh sắc nóng, chớ đừng có ôm nữ bà la môn. Hoặc gì? Thà ăn thanh sắc nóng, chớ đừng có tham ăn. Chớ đừng có tham ăn. Thì theo bà con chứ cái thanh sắc nóng đó, có phải là lửa không? Lửa đó.
À, lửa 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 nó nóng còn kinh khủng nữa đó. À, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài nói là gì? Ôm cái thanh sắc đó, đó. À, còn đỡ hơn đó là tham gái tham trai, mê gái mê trai. À, ôm cái thanh sắc đó, đó còn hơn là gì? Mê ăn mê ngủ. Ôm cái thanh sắc đó, thà ôm cái thanh sắc đó chớ đừng ha, có mê ăn mê ngủ, mê gái mê trai, mê uống rượu, mê đánh bài, mê ghiền xì ke ma túy. Vậy thì từ cái chỗ này mình mới thấy là mình mà bị rơi vô cái mê, cái ghiền, cái nghiện đó, thì nó nguy hại hơn là lửa nó đốt nóng mình. Tại sao vì lửa đốt nóng mình đó, thì theo quý vị là gì? Mình bị bỏng này, thậm chí nếu mà chết đó, thì mình chết trong kiếp này thôi. Chứ còn nếu mà mình bị mê, bị nhiễm, bị ghiền vậy đó, thì mình không biết bao nhiêu kiếp. Giống như là cái gì? Cái con rắn đó, nó mê ngủ cái thành ra là gì? Nó mới bị lăn trôi, chìm đắm ở trong 500 kiếp liền làm con rắn. Đó thì theo bà con là làm con rắn đó, khổ sở không? Khổ sở. Khổ sở gấp dạng gấp ngàn lần làm người. Chúng ta thấy lửa tham nhiễm đó nóng hơn lửa thông thường là như vậy đó. Bây giờ tới cái câu so sánh thứ hai, nách thi đô sa sa mù ga hồ, là không có cái sự cố chấp nào bằng sự sân hận. Sự sân hận này nè, nó biểu hiện ra ở rất là nhiều cái trạng thái cách thức. Buồn phiền cũng là sân hận nè, khó chịu bực bội cũng là sân hận nè, tức tối nè, đánh đập nè cũng là sân hận nè, đâm chém giết người ta cũng là sân hận nè. Nhưng mà xin thưa quý vị, cứng đầu khó dạy nè cũng là sân hận. Cứng đầu khó dạy cố chấp cũng là sân hận. Dạ, cũng là sân hận. Vậy thì cái cứng đầu khó dạy này nè là một mảng thôi, một khía cạnh biểu hiện của cái sự sân hận thôi. Còn cái sự sân hận đó nó biểu hiện rộng, nó biểu hiện đa dạng vậy. Dạ, nó biểu hiện đa dạng vậy đó. Thì sự cứng đầu có dạy nè ha, biểu hiện qua cái câu chuyện của tỳ kheo Channa, xin thú gì tỳ kheo Channa kể công là đưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đi tu rồi thành đạo đó, cho nên ai nói gì cũng nghe, ai dạy gì cũng nghe đó. Thì đây là cái biểu hiện của cái sự cố chấp cứng đầu có dạy. Hoặc như là cái ông quan cẩn thận của vua Pasenadi đó, khi mà thấy tôn giả Mahakacayana từ bên ngoài đi vô mà gặp cái vũng nước đó, rồi do cái thường cận của ngài cho nên ngài đi ngài nhảy, cái ông này ông nói đó, người tu hành gì đâu giống như con khỉ vậy đó. Thì Đức Thế Tôn đó, ngài mới nói cái ông thiện nam này nè, xin lỗi cái ông cẩn thận này nè, sau khi mà ông chết đó, ông sẽ làm con khỉ. Nếu ông này đó mà không có chịu sám hối đối với tôn giả Mahakacayana, nhưng mà do cái tính cứng đầu của ông này nè, ông nghĩ mình là quan, giờ đi sám hối thì nó quê, cứng đầu có bảo có dạy vậy nè, ông chấp nhận sau khi chết thành con khỉ. Thì cái cứng đầu khó dạy này đó là cái biểu hiện của cái sự sân đó, xin thú vị. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự sân này ha, cái cao nhất của sân là gì? Là giết hại, là phá phách. Trong muốn mình đại tội đó, sân hận nè, giết cha nè, giết mẹ nè, giết A-la-hán nè, làm thân Phật chảy máu, bốn trong năm muốn mình đại tội, sân hận này có thể làm được. Từ cái chỗ đó mình mới thấy là gì? Cái sự cứng đầu ha, cố chấp đó đó không có sánh bằng, không có ngang bằng được cái sự sân hận đâu. Sự sân hận rộng đãi hơn. Rồi nè,
Cái chữ cái há này còn hiểu ở một cái nghĩa khác nữa đó, là sự cột chặt hay kết chặt. Thì cột chặt hay kết chặt ở đây đó mình hiểu là gì? Cột chặt kết chặt theo kiểu quan trái đó. Cái quan trái này xin thưa quý vị ha, cũng cột chặt, cũng kết chặt, cũng khiến cho mình khổ nhiều lắm. Ví dụ như là cái câu chuyện mà cái con dạ xoa nó hóa thành cái con bò đó, rồi nó hút chết nè. Ông vua ông Thiện Giác Cui nè, hút chết du sĩ Bay Giá nè. Thì tại sao hút chết vậy? Là vì do nó có cột chặt chặt kết chặt quan trái đối với những cái vị này trong đời xưa kiếp trước. Nó đã từng làm một cô ký nữ, rồi mấy người kia đó là dân Thái Hóa. Hay là như cái câu chuyện con dạ xoa với cô tiểu thư đó. Đó là hai người này đó có đời xưa kiếp trước đã từng là vợ lớn vợ nhỏ, vân vân. Thì cái cột chặt kết chặt theo kiểu quan trái này nè, đây cũng là một khía cạnh biểu hiện của sự sân hận, của cái sự sân hận. Thành ra đó, dù mình giải nghĩa cái chữ cái hô này theo ở khía cạnh nghĩa nào, cứng đầu khó giải, hoặc là kết chặt cột chặt theo kiểu quan trái đó, thì cũng chỉ là một phần, là một mảng biểu hiện của cái sự sân hận thôi. Do đó đó, ở đây Đức Thế Tôn mới dạy là không có cái sự cố chấp nào bằng cái sự sân hận cả. Sự sân hận nó biểu hiện ra rất là đa dạng, rất là nhiều khía cạnh. Tới câu thứ ba, nắp thêm mùa ha sa măng cha lăng, không có loại lưới nào mà bằng lưới si mê. Thì lưới ở đây nè, bà con chúng ta có nghiên cứu đọc kinh Trung Bộ đó, thì ở trong đó có một cái bài kinh gọi là Pramacca Lasutta, là kinh Phạm Võng á, xin thú gì Phạm Võng á, kinh Phạm Võng. Thì cái lưới đó, đó được chỉ cho cái lưới tà kiến, chỉ cho cái lưới tà kiến. Thì cái lưới tà kiến đó mình hiểu theo cái nghĩa bóng ha. Rồi bây giờ mới trở lại theo cái nghĩa đen nè. Lưới làm tôi dùng hồi nãy chúng tôi chứng nghĩa từ vẫn có nói đó, để đánh bắt cá nè. Lưới để người ta bẫy chim nè. Thì xin thưa quý vị đó, dù cho cái lưới đó nó có to cỡ nào đi nữa thì nó cũng đâu có bao trùm được bao nhiêu. Ví dụ như đó là lưới để người ta giăng bóng đá hay tennis gì đó, thì nhiều lắm là chừng chục ngàn mét vuông. Dạ, chục ngàn mét vuông là nhiều rồi. Đó, thì cái sự bao trùm của cái lưới theo nghĩa đen đó nó có giới hạn vậy. Rồi cái lưới tà kiến đó, thì bao trùm nhiều không xin thú vị? Nhiều ha, nhiều lắm à. Đối với chúng sinh đó, chỉ có hai cơ sở dựa vào để mà sống thôi. Một là dựa trên cái cơ sở của tà kiến. Nếu ai dựa trên cái cơ sở của tà kiến để dẫn đến có thân hành, khẩu hành, ý hành, thì người đó sau khi thân hoại mạng chung bị đọa. Những ai dựa trên cái cơ sở của chánh kiến để có thân hành, khẩu hành, ý hành, thì người đó sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên và sanh ra. Sanh lên tức là sanh lên từ cõi người trở lên, và sanh ra là ra khỏi tam giới này. Có hai loại lưới vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, trong hai cái loại lưới đó đó, thì có một cái loại lưới bao trùm luôn cả hai loại lưới đó. Đó là lưới si mê. Trong tất cả các pháp bất thiện pháp, pháp nào cũng đều có sở hữu si phần. Dạ, đều có sở hữu si phần. Và trong bất thiện pháp, mà thiện pháp nè, mình nói cụ thể đó là gì? Trong phúc hành nè, phi phúc hành nè, bất động hành nè, đều phải do duyên vô minh. Vô minh duyên cho hành xin thú gì? Vô minh duyên cho phi phúc hành nè, vô minh duyên cho phúc hành nè, vô minh duyên cho bất động hành đó. Thì từ cái chỗ đó, đó chúng ta thấy đó, có phải là lưới vô minh, lưới si đó, nó bao trùm hết không? Không phải nó bao trùm ở trong pháp bất thiện đâu, mà nó còn trùm sang luôn pháp thiện nữa đó. Từ chỗ đó mình mới thấy đó, nắp thi mùa sa mà sa măng cha lăng, không có cái loại lưới nào
mà nó có thể bao trùm được giống như là lưới si mê. Thứ tư, nát thế tăng hà sát ma. Nó đi, không có cái dòng sông nào bằng dòng sông ái. Xong bà con chúng ta ha, đọc sử này ha, rồi quan sát nhìn thấy này ha, như là ở châu Á mình có dòng sông Mekong đó, thì chảy qua rất là nhiều nước ha. Rồi là ở bên châu Mỹ, Nam Mỹ đó, có dòng sông Amazon này, nó chảy qua rất là nhiều nước này, mà mình thấy đó, đâu có cái dòng sông nào mà nó chảy lấn sân từ châu này sang tới châu khác đâu. Giả sử như thế có đi thì nó cũng thể lấn sân được hết nguyên cả cái quả địa cầu này. Dạ, nó không có trôi chảy được hết quả địa cầu này. Dạ rồi nữa nè, thì theo bà con chứ có khi nào mà có cái dòng sông nào đó đó ha, nó cứ đầy mãi không? Không có. Rồi có lúc đó nó sẽ bị vơi đi. Nó có lúc nó bị khô cạn đi. Đó, một, sông ở đời đó, ở thế gian có khi nó bị khô cạn đi. Thứ hai nữa đó là nó trôi chảy đó có giới hạn. Đó, cho nó muốn đi đâu đi. Nhưng có một cái dòng sông này ha, không bao giờ khô cạn, và có một cái dòng sông này ha, nó đưa đi đến tận cùng, không có cái điểm dừng. Đó là dòng sông ai? Theo bà con chứ lòng tham của con người đó thì có túi thì không có túi. Sự khác ái đó, có khi nào đó mà không có, có khi nào hết khác không? Xin thưa ha, phàm phu luôn luôn khác, luôn luôn thèm muốn, không bao giờ khô cạn. Dạ, không bao giờ khô cạn, chỉ có thánh rồi ha thì mới khô. Dạ, chỉ có thánh mới khô, thành ra cái chữ tanh ha này bây giờ là khác ái nè, là luôn 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 khác, luôn luôn cao khác, luôn luôn thèm muốn, luôn luôn đó là thèm thuộc. Đó là không bao giờ khô cạn. Thứ hai nữa nè, ái này mình chia ra có ba. Chia theo ở trong tứ diệu đế cũng được, hoặc là chia theo ở trong ví dụ pháp cũng được. Chia theo trong tứ diệu đế đó là pháp kama tanh ha, pháp quá tanh ha, quý pháp quá tanh ha, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái nè. Còn nếu mà thi chia theo ở trong tạng A Tỳ Đàm đó là gì? Kama tanh ha nè, rồi là rupa tanh ha nè, rồi là arupa tanh ha, là ái sắc, ái vô sắc, là ái dục, ái sắc, ái vô sắc. Ái sắc đó là nó trôi. Ái dục đó là nó trôi chảy ở trong cõi dục, đi khắp nhang hang cùng ngõ hẻm ở trong cõi dục. Ái sắc đó thì là nó trôi khắp ở trong cõi sắc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong cõi sắc. Ái vô sắc là nó trôi khắp trong hang cùng ngõ hẻm ở cõi vô sắc. Còn nếu như mà mình nói theo kama tanh ha, quý pháp quát tanh ha, rồi áp phí quát tanh ha đó, thì cái pháp quát tanh ha đó sẽ thú gì? Là ái hữu. Ái hữu tức có nghĩa là gì? Là mong muốn, là ước muốn sanh hữu. Thì sanh hữu đó là tới sáu loại lẫn, và khắp ở ba cõi. Dạ, khắp ở ba cõi. Như vậy thì mình thấy đó ha, cái dòng sông ái này ha, có chỗ nào ở trong tam giới này đó mà dòng sông ái này không chảy đến không sư tú gì? Chảy đến hết. Dạ, chảy đến hết. Thành ra ha, mình hiểu nè, cái dòng sông ái đó, thứ nhất không bao giờ khô cạn, đó là không bao giờ đó là hết thèm thuộc, hết khao khát. Thứ hai là nó cứ trôi mãi ở trong ba cõi sáu đường vậy đó, không có cái điểm dừng. Từ cái chỗ đó Đức Thế Tôn này bây giờ nó đi, không có cái dòng sông nào mà bằng dòng sông ái cả. Ê, từ cái chỗ mà chúng tôi giảng giải vậy, bà con thấy ha, raga nè, đồ sa nè, mồ ha nè, tanh ha nè, có phải là quá ư là nguy hại không? Thấy ra nó là nguy hại vậy, mình có cái sự sợ hãi thì từ chỗ đó cố gắng từ bỏ nó dần dần đi. Từ bỏ nó dần dần đi thì mình sẽ hết bị nguy hại. Ước mong tất cả chúng ta đều không còn sự nguy hại, các sự nguy hại ở trong một ngày sớm nhất. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 251 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh.
Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Mong quý vị hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 251 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mắt đến Đại Đức Tuệ Đức. Và để Đức Tuệ Đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu. Và vậy là Đại Đức Tuệ Đức đã rời luôn. Và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến Đại Đức Minh Mẫn. Phawatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa buddha nupa wena sapa thamma nupa wena sapa sangka nupa wena sadasote pawantu te. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. À, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Gia đê hoa ta sâm ti quy hạ ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu bồ chi ta sot thiên cam tron thề tha vi ha ram đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết tha vô